chào tất cả các bạn. Mình đang còn có mặt tại miền Tây và tại An Giang thì cũng là đang trên một cái chuyến gọi là chuyến phà đi qua sông, một cái điều rất là đặc trưng ở cái vùng sông nước. Bà con di chuyển bằng đò hoặc là phà, và ở đây thì hầu như tất cả bà con là sẽ đi qua sông rồi là cũng giao thương buôn bán, hoặc có thể đi qua bên kia cũng được. Ở đây thì khi lên phà hay là lên đò thì các bạn lưu ý là chúng ta lên một chiều và xuống một chiều và luôn luôn đi xe theo hướng như thế này. Đấy, sẽ có cái hướng riêng nhá. Đó là cái đặc trưng ở đây mà. Và chúng ta sẽ quay ra phía sau để có thể xem được cái khung cảnh sông nước nó tuyệt vời như thế này. Anh ơi, có tiền cho bà ít nào. Chịp. Đó. Đó. Đây. Ở đây thì thực ra cái cuộc sống hàng ngày của bà con cũng khá là vất vả, và nói chung là khổ về vất vả, nghèo nhưng không có nghĩa là khổ. Cuộc sống của bà con vẫn là rất là vui tươi và hạnh phúc, chính xác là như vậy. Hầu như gặp ai cũng vui vẻ và cười thoải mái, đó là chính là cái đặc trưng của bà con miền Tây. Còn bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng Thu Tăng TV sẽ trải nghiệm tất cả những điều thú vị ở đây nhé. Cô ơi, con hỏi là đây bến đò nhà Thúy, nhà Thí đúng không cô? À. Cái bánh này bánh gì đấy cô? Bánh là khoai mì nướng. Khoai mì nướng. Dạ. Yeah. Cho con xem được không? Cái này. Cái lạ. Wow. Để cho con xem nào. Cái này bao nhiêu tiền nữa cô? 2 cái 5 ngàn. 2 cái 5 ngàn hả? Rồi cho con 2 cái ăn thử đi cô. Quá thơm luôn. Dạ. Khoai mì nướng rất là thơm ngon, tuyệt vời. Cái này mình cô, cái này là mình xay ra hả cô? À, mình xay ra mình bào. À. Bào ra rồi trộn dừa rồi vô. Dạ. Đường sữa rồi vô. Đường sữa vào vô, con nghe mùi sữa. Đó, như thế này đây. Rồi, cảm ơn cô nha. Rồi, con đi đây. Bye bye cái nào. Thôi lấy 4 cái đi. 4 cái có tiền đấy thôi. Ăn thử xem thế nào. Ai kem đây? Không phải là kem mà là kem và mì. Chú, kem cái bao nhiêu tiền chú? 3 ngàn, 5 ngàn à? Ờ, ai, anh em ai ăn không? Em ăn. Cho con, mọi người ăn kem không? Cho à, anh cây kem. Anh, 2 cây. Thưa các bạn, có lẽ những hình ảnh này thì chúng ta cũng rất là ít gặp ở những cái nơi phố thị. Cũng có thể là có nhưng mà cũng ít đâu. Đây là món kem, 3.000 một cây. Và ở những khu vực miền quê này thì là cái món ăn mà được các bạn nhỏ rất là thích. Ngày xưa chúng ta đã từng dép chưa đứt thì chúng ta sẽ phải làm cho nó đứt thì sau đó đi đổi kem. Mà kem hồi đấy là kem mút và có que kia. Còn đến bây giờ là kem ốc quế, là nó có cái dạng như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát một tí xíu để xem như thế nào nhá. 3 hột, 4 hột. Đó. Cái này mà chú làm là từ đêm xong sau đó sáng đi bán hả chú? 5 giờ làm, sáng là đi bán mới được. Còn nếu cái này làm... nguyên liệu mình làm thì gồm có sữa và bột. Không ạ, dừa. Có dừa nhưng mà ít thôi. Dạ. Yeah. Chứ nó có căng lượng, nếu mà nó làm chặt nó thì ăn không được. Dạ. Yeah. Còn cái này mình làm có căng lượng đàng hoàng, ăn rất dẻo. Dạ. Yeah. Ba cây phải không? 4 cây. Ngọc, Hạnh Ngọc ơi, hai đứa ăn kem không? Làm cây kem đi. Cái gì tụi em thấy thân bình thường thì... À, mấy đứa nhóc ăn kem không? Mấy đứa nhỏ ăn kem không con? Mấy đứa nhỏ ăn kem không? Chúng kem không? Lấy đây, đây chú.
Lại chú làm cho mấy mấy đứa không được cái đi. Đưa cái đó cho em đi, ba cây sao cho mình. Đưa cho ba đứa nhỏ. Mà ba cây là bao nhiêu tiền đây? Chú. 9.000. Thì thế thì ai ăn làm thêm cây nữa nè. Rồi đây. Con đây này. Cho nó dễ thổi. Đây. Rồi ok, chúng ta trở lại tuổi thơ tại một vùng quê ở An Giang thì thưởng thức không cái kem 3.000 con. Chú hỏi này, con có hay ăn kem nào không? Có. Có thích ăn kem không? Dạ. Tại sao lại thích ăn vào, có viêm họng không? Có bị ho không? Dạ, không. Không hả? Tự nhiên chú kêu gọi lại mời ăn kem thì có sợ không? Không sợ ha. Thấy chú cười cười vui vui nên không sợ đâu. Nhưng mà người khác lại lạ mặt xấu xấu thì đừng có nghe, nghe chưa? Được chưa? Mặt chú cũng không đến nỗi xấu ha, nên là tuy còn xấu thì người khác là xấu thôi, nhưng mà cũng không đến nỗi xấu lắm, cho nên là không sợ ha. Rồi ok. Đây con lại đây, con lại đây. Ba đứa lại đây. Đấy, lấy kem ăn. Thế con ăn kem không con? Dạ con ăn kem. Con ăn kem. Cho con cái kem. Cho con cái kem. Mà cái kem hai cái kẹp lại nhau nha. Đó. Đấy, con này ăn kem mà ăn kem khác chứ không phải ăn kem thế này đâu. Ba đứa nè. Ba đứa nè. Rồi. Đấy. Nữa không? Cây nữa không? Dạ con đây nữa mà. Cảm ơn dạ. Chú. Hết 4 cây. Cảm ơn. Rồi, ok nha. Rồi. Tiền ăn kem. Vui vẻ nha. Thế ăn xong đi nhảy lò cò tiếp à? Hay sao? Cái này nữa là 5 cây, ông hai nãy lấy 1 cây rồi. Ông hai. Rồi được rồi, được rồi. Được rồi. Ăn hai hòn thôi à? Thôi được rồi. Còn không ăn nữa đâu, đừng có đây nữa. Đã, mít xin. Cái gì đây? Chuối. Chuối sáp. Nó nhỏ vậy. Chuối sáp nấu á anh. À cái này mình nấu chín đúng không? Dạ đúng rồi. Ngon lắm, mới xin xong á. Mới xin xong. Mới xin đi. Đây chú giường bữa hôm tụi em ra giường đốn luôn á. Ờ. Đây nè, em lúc mà anh lợi ngang chạy mình nó có mấy cái chuối sáp đó. Ờ. Chuối này thì chúng ta không thể rồi cảm ơn chú. Chúng ta không thể gọi là ăn đợi nó chín được mà chúng ta phải hấp hay luộc nó lên. Những món ăn cực kỳ dân dã mà về miền Tây thưởng thức. Mà tại sao ở đây nó là phía ngoài là nó có cái lớp đen đen gì đây em? Nấu lên á. Khét. Con mọt á. Ờ. Nó đeo nếu như mà ấy khét. Kìa. Cái này mới khét nè. Cái này là mọt nè. Cái này mọt này. Tức là nếu như mà ăn chuối mà nó láng quá thì cũng sợ phải có những cái thứ ngoài này thì nó mới hợp lý. Chuối luộc. Thơm. Ngon, dẻo. Ngon, mời xin. Ngon. Ngon lắm đó. Cái ngon. Đó là nó mắc lắm đó. Ngon. Ở miền Tây này nè. Dạ. Ngon. Chuối đó rất ngon luôn. Cái này là bà con trồng đây à chú? Ở đây bà con trồng chuối này, ở đây vườn mình trồng. Dạ. Không thì thực ra đi xin ăn mới ngon đúng không chú? Rồi. Mua ăn không ngon. Ngoại cho con biết là mùa nào là chuột nhiều nhất ngoại? Mùa nào đây mùa nào cũng có hết trơn, mà đều cái bữa hổm người ta cắt lúa đó. Dạ. Rồi nó gom lại đó. Dạ. Nhiều. À tức là bây giờ cắt lúa thì mình có dùng ấy tay nữa không, hay là mình dùng có máy hết rồi ngoại? Cắt ra bây giờ cắt bằng máy không, mà cắt máy ra tay chuốt luôn. À có nghĩa là sau khi cắt xong thì có tất cả mọi người đi theo sau máy để rồi theo đuổi chuột đúng không ngoài? Cái gì như ta cắt cái dưới gom này nè, còn chỗ chuột gom đó cái lại bắt. À rồi con biết rồi, thế là hiểu rồi. Dạ. Nên là thôi con cảm ơn lại nhiều. Dạ. Chúc lại sức khỏe nhé. Dạ. Rồi cảm ơn ngắm cái tay cái. Con vô đây chơi được bao lâu mới? Con đi vào chơi thì tầm khoảng hôm nay là con lại về An Giang lại. Dạ. Về Long Xuyên. Dạ. Dạ. Về Long Xuyên để mà chuẩn bị cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam chứ. Dạ. Các ngoại thấy con mặc đồ màu nó giống Việt Nam không? Dạ. Đó. Rồi, cảm ơn ngoại nhá. Dạ rồi. Bây giờ chúng ta đang ở trên đường đi ra phía ngoài thì mình nghĩ là nói chung là đi bắt chuột mà hơi nổi. Nếu như chuột mà nhìn thế này thì nó sẽ bị mù màu, có khả năng là như vậy, và sẽ bị mù màu và sẽ hoảng loạn mà chúng ta có thể là khỏi cần phải đào hang đúng không? Đây, đi bắt chuột màu mè mũ miếc. Nhưng mà các bạn xem này,
nếu như đi bắt chuột mình cũng muốn cái cảm giác như thế mà mình này nó chất chơi đúng không? Giày riếc không có. Tí nữa chắc là anh cho anh mượn cái nón nha. Anh đội vào để xem có đỡ nắng hơn không. Đây. Đây là thành viên đi cùng ha. Đây là em của em. À. Thế người yêu của em đâu? Người yêu của em ở xa. À, ở xa quá ha. Xa ở đâu em cũng chưa biết. Chưa có, có nghĩa là vẫn đang còn độc thân. Và nếu bạn nào mà cần đường link thì mình sẽ thêm vào phần mô tả để cho các bạn có thể theo dõi ha. Đấy. Chúng ta đang đi lên một cái gọi là một cái cánh đồng ngô hay còn gọi là một cánh đồng bắp đi. Rất là xanh, rất đẹp. Một cái điều mà bình dị có lẽ những người sống ở phương xa hoặc là những người mà ở khu vực đô thị thì rất là thèm những cái cảm giác như thế này. Và thèm nhất là cái cảm giác là đi cùng với hai người đẹp sặc sỡ ha. Bên này sẽ là nơi nuôi ngan này. Với nuôi con gì đây? Gà lôi á. À đúng rồi, gà lôi. Trụ, cái con này nó cười cái điệu cười nó dã man. Nói chung điệu cười này cũng khá là ấn tượng. Bên này bà con đang làm gì đây? Đây là cái luống rau của tụi em. À. Đầy đủ cái ngọt nè. Có nghĩa tụi em trồng rau sạch đúng không? Dạ đúng. Oh, gặp tụi anh cũng thích ăn rau sạch nữa. Dạ, nhưng mà... Xin chào cả nhà. Dạ. Ông bà ngoại. Đây nhà ông bà ngoại của tụi em. À. Bây giờ là cái thời điểm bà con cũng đã gặt hết lúa rồi, mình ra con chuột ông em đấy. Dạ. Chị ngã em nâng hoặc là chị nâng người không sao cả. Tất cả mọi người đều nâng đỡ nhau, mình thêm ngã thêm phát nữa xem nâng. Wow. Thực ra lâu lâu đi lại dép một phát thì cũng thấy ngượng ngượng cái chân. Thực ra cái cảm giác của người lần đầu tiên làm việc gì cũng thế đúng không em? Cái gì mà đầu tiên là cũng lóng ngóng ấy. Ờ mà sau vài lần rồi nó sẽ hết bỡ ngỡ, nó sẽ quen, nó sẽ thích. Dạ đây ông ngoại, bà ngoại của em. Con chào ạ, con chào ngoại ạ. Dạ. Ngoại ơi, chuột ngoài đồng còn nhiều không ngoại ơi? Dạ rồi, con cảm ơn ngoại. Đang ăn gì ngon thế ngoại? Đang ăn cơm. Đang ăn cơm ha. Bọn con lại đi bắt chuột đây. Dạ. Bắt chuột về mà nếu có chuột thì về nhà ngoài nấu ăn nha. Dạ thôi. Con chào ngoại nhá. Được rồi, đi. Đây, chạy bên bên này. Đây, có lẽ chúng ta sẽ ra đây ngồi và nghỉ ngơi chút xíu, sau đó là sẽ tiến hành. Ờ, tức là nhà cậu mợ thì ở san sát ở gần đây hết. Dạ. Ừ. Thế thì nếu như ai mà thương em, ai mà ấy thì cũng về đây ở san sát với em luôn đúng không? Dạ. Hello, xin chào mọi người. Dạ. Ừ. Bắt tay cái. Đây, cả nhà mình đang uống cá nè. Đang nướng cá, xin chào. Chào. Vâng, xin chào anh. Vâng. Cậu Tư. Cậu Tư à? À, cậu của con à? Chào các con nha. Dạ. Ngon quá. Rồi. Rồi, ở đây. Các bạn đã thấy một cái khung cảnh như thế này chưa? Ở đây thực sự mình về đây cảm giác hít một cái hơi nó rất là đã. Mà những cái không khí như thế này thì có lẽ những cái thành phố bụi mịn hoặc là những cái nơi nào đó thì rất là ít khi để thưởng thức được cái cảm giác như thế này. Một tí hương vị nào đó của đồng, một tí vị tanh tanh của bùn và một tí gì đó là cái hơi nước từ chính miền Tây và tạo cho chúng ta một cảm giác rất là mát mẻ. Tuyệt vời đấy. Đấy, không cần gì nhiều, xa cái phố phường đô thị nó ồn ào, chúng ta về với những mảnh đất như thế này để có thể nhìn thấy cuộc sống nó thú vị hơn. Không có gì hết. Thưa các bạn, thì nếu như mà chúng ta có dịp về với miền Tây sông nước thì một cái loại đặc sản mùa nước đổi đó chính là cá linh. Cá linh từ thượng nguồn đổ về thì nó sẽ giúp cho bà con thêm cái nguồn dồi dào thức ăn các thứ cũng như là giúp phần nào đó về cái thu nhập. Thì ở đây cá linh bông điên điển luôn là cái đặc trưng mà chúng ta cần phải trải nghiệm và đây là một cái gọi là cái
cái gọi là mâm rau à hay cái gì rau này, nia rau khổng lồ. Nó gồm bông điên điển này, rau chuối này, giá này, hẹ này. À, cái này giống như là hoa phượng ấy. Đấy, mỗi năm đến hè là lòng mam bắt buồn đấy. Đấy, và đây là rau cải, đây là cải su bắp cắt ra. À, thực sự ra thì đây, ủ lòng cá ngon quá. Chúng ta sẽ vào đây xem, có ai không biết, có ai nhớ quê người ta sẽ nhìn thấy những cái như thế này chắc là thèm lắm đây. Húp cái nước súp này thì tuyệt vời luôn. Ok, một số món ăn rất là tuyệt vời. Thèm lắm rồi. Anh tự nhiên đi rồi mấy em tự dặn hết á. Lâu lâu dành nữa, lâu dành bữa. Cái ăn thì trụng, không ăn thì chút ăn sao. Dạ, dạ, nghe nghe anh Tứng là nghe nhớ thầy Tửng á. Ờ, em có biết thầy hai Tửng gì đây? Cá đi châu hả? Dạ. Cá đi châu, cười châu. Cá gì? Cá chụp hình cái lấy châu luôn nè. Đây, rồi con qua đây con xem bắp nè. Bắp mày ấy bao nhiêu đây? À, người đẹp. 10 ngàn, 4 trái 10 ngàn. Bao nhiêu bao nhiêu? 3 trái 10 ngàn, 4 trái 10 ngàn. 3 trái 10 ngàn à? 4 trái 10 ngàn luôn. 4 trái 10 ngàn, 10 ngàn 4 trái đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như 20 ngàn được 8 trái không? Ừ, đúng rồi. Cái này chè mà nóng nhà luôn hả? Ăn thử thì ngon lắm. Em ăn chè không? Chè đó là chè em ăn chè mấy này, chè phải mì không? Dạ, phải mì. Đó xem nào, chè khoai mì là chè nào? Nè, chè khoai mì là chè này nè. Nó có cái viên khoai mì nè. Viên khoai mì đó. Ủa ngon ghê. Ăn thử. Có ngọt lắm không? Hả? Chị. À quên chị. Có ngọt lắm không hả chị? Ngọt không? Ngon ngon. Ăn thử đi. Ăn đi. Ăn sợ. Ăn không ngon là không lấy tiền. Không, không ngon nên không lấy tiền. Ở miền Tây đa số bà con toàn cho ăn thử thôi mà. Đúng rồi. Đấy. Rồi hello các bạn, mình đang dừng chân ở một cái á. Rồi một cái xe chở bắp ngô và bán chè. Bắp bắp đây tại sao cũng có màu vàng ấy chị ơi? À, bắp này tại mình nấu tới lửa đúng không? À. Thơm. Cực kỳ thơm luôn. Ăn đi. Tí đem về đồ ăn, mang về đồ ăn. À. Đây. Em lấy chè cho các bạn ăn. Tôi lấy đủ loại thì ai ăn ăn cho anh luôn. Có một thứ gì đó. Thì để chị lấy cái một thứ. Nói chung là về miền Tây là thích nhất. Chè bắp. Giờ có cho ăn thử hết toàn bộ cả nguyên cái rổ này không chị? Lấy chè đậu đen đi. Đậu đen, đậu xanh đi. Không ăn đậu xanh hả? Đậu xanh ngon chết, đậu trắng. Sướng không? Mình về miền Tây lại được một cô gái xinh đẹp mời ăn chè, ăn bắp các thứ. Sướng chưa? Rồi đi về. Rồi cảm ơn bà ngoại nhá. Rồi, con cá này là ăn thế nào ngoài? À, chị Yên Tư là kho queo, này là kho mà nhậu với bia. À. Này là kho nữa, cái này là kho xe vòng nè, từng con một xe vòng tròn. À. Ừ, phơi kho xong ớt cho phơi, phơi thì nhậu với bia ngon lắm. Dạ. Rồi, con cảm ơn nha. Dạ, con đi đây. Rồi.